Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ đồng loạt giảm xuống. Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ thì có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Toàn miền Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trời rét cả ngày và đặc biệt gió khá mạnh. Trên đất liền cấp 2, cấp 3. Không khí lạnh về trên nền nhiệt cao gây nên hiện tượng lốc xoáy, mưa đá. Người dân cần đặc biệt lưu ý hiện tượng thời tiết cực đoan này. Khi mây đen kéo đến, trời chuyển lạnh đột ngột thì cần phải tìm ngay nơi tránh trú, tránh các hoạt động ngoài trời, không ở dưới các gốc cây to, đề phòng sét đánh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 3 có 3 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, nhưng đều yếu và lệch đông nên trời chỉ chuyển rét thời gian rất ngắn. Nền nhiệt toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 1 đến 2 độ C, nên mưa dông cũng đến sớm hơn với trung bình nhiều năm.